Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên các trang bán hàng online đã xuất hiện sản phẩm bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân nên thận trọng khi chọn mua các sản phẩm này. Mọi dấu hiệu bất thường về sức khỏe đều phải đến cơ sở y tế gần nhất để được khám sàng lọc. Đây là kit xét nghiệm được chúng tôi đặt mua trên một trang Facebook với giá 670.000 đồng. Sản phẩm được quảng cáo có độ chính xác gần như tuyệt đối, đạt 99%. Toàn bộ là hàng nhập khẩu, đã được các bệnh viện quốc tế ở Hàn Quốc, Nhật Bản chọn lựa và sử dụng. Với nhiều lời rao có cánh như vậy, đã đánh vào lòng tin của người tiêu dùng. Đây là hàng Hàn Quốc bay về, người nhà em trực tiếp đi mua. Em có quay video cách dùng, dễ sử dụng lắm. Tính chính xác của nó cao phải không ạ? Chuẩn 98-99% luôn. Cái này Nhật Hàn họ dùng thường xuyên. Hiện nay mọi người mua nhiều lắm mà không có hướng dẫn tiếng Việt đâu nha. Dù khẳng định là sản phẩm Hàn Quốc, nhưng với những thông tin ít ỏi trên nhãn mác cho thấy, sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo ngành y tế, các sản phẩm này muốn lưu hành phải được hội đồng thẩm định, vụ trang thiết bị và công trình y tế thẩm định và cấp phép. Nhưng rõ ràng, ở đây là chưa có. Rất là nguy hiểm, bởi vì khi mà mình làm cái kit tại nhà đó, thì là không nên. Cũng chả có lợi gì cả, bởi vì chúng ta không biết chắc là cái đó nó có đủ cái chất lượng hay không. Mà đã khi mà không được chất lượng mà chúng ta làm á, thì cái kết quả của nó sẽ không bao giờ đúng. Mà kết quả đã không đúng á, thì sẽ không quyết định cho chúng ta gì hết, mà thậm chí là cho chúng ta những cái quyết định sai. Tiền mất tật mang là điều dễ thấy. Chưa kể hiện các sản phẩm này đang rao bán với nhiều mức giá chênh lệch khá lớn. Có nơi bán 200.000 đồng, có nơi lại bán 400.000 đồng, nhưng có chỗ cùng một loại thì lại bán đến gần 700.000 đồng. Một bộ sản phẩm gồm tăm bông, dung dịch xét nghiệm và một bộ kết quả. Chúng tôi thử làm theo clip hướng dẫn mà người bán cung cấp. Tuy không hề lấy dịch mũi, nhưng kết quả vẫn ra như thế này. Đó là cái hàng sách tay đó là chưa được kiểm định. Thứ hai là chúng ta biết là những cái gì mà nó mang cái tính mà sản phẩm về chẩn đoán á, là nó phải được lưu trữ có đúng chuẩn của nó. Chỉ khi nào có địa phương nào đó mà người ta cho phép mình làm thì chắc chắn người ta sẽ chỉ cho mình cái cách làm và thậm chí có thể là người ta cho mình cung cấp cho mình cái đó. Còn nếu mình tự làm ở nhà bằng một cái sản phẩm như vậy thì không có hiệu quả gì cả. Với những thông tin từ bác sĩ cũng như minh chứng từ thực nghiệm của phóng viên, khuyến cáo đưa ra lúc này là người dân hãy thận trọng và nên bình tĩnh để không bị rơi vào ma trận trước các hình thức rao bán sản phẩm này. Chưa kể đến những ngày vừa qua, lực lượng chức năng còn liên tục phát hiện hàng trăm hộp kit test COVID-19 lưu thông ngoài thị trường, không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp cho lô sản phẩm.